Hello nha, mình chào mừng anh quay trở lại kênh nhiều nha. Hôm nay mình sẽ tiêu diệt nốt mấy cái con boss quanh nhà con ạ. Rồi, chúng ta sẽ đẩy nhanh nữa này. Đẩy nhanh thì mình cũng lấy con 9 này lên. Rồi, ok. Yeah.
mày chứ từ cây cây gì 60 kim cương bạn ạ. Thank you.
muốn đánh năm sau này chỉ cần nhanh gọn, quick win càng 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 nhiều thì năm sau càng đấy. Tăng tốc mặt trời á, 4.500 mà. Ok, mình sẽ kết thúc video này. Đánh like, subscribe cho mình nhé. Cảm ơn.